Gã khổng lồ này là võ sĩ mạnh nhất trong tù, hắn mạnh mẽ và vô cùng ngạo mạn. Cơ thể to lớn nhưng né đòn cực nhanh, quyền cước hắn tung ra khiến đối thủ thấy cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại. Đã có vô số người bại dưới tay hắn cho đến một ngày một cao thủ thật sự đã xuất hiện. Bơi ca, một pha quét trụ đơn giản đã đánh ngã gã khổng lồ kia, anh tung ra liên hoàn đấm và những pha bay người khiến đối thủ khóc ra tiếng mắng. Cơ duyên nào đưa Bơi ca đến với trận đấu này thì anh em cùng mò tìm hiểu nha. Nhiều năm sau khi bị Chamber đánh gãy chân, Bơi ca dũng mãnh ngày nào đã bết bát thảm hại tới mức phải đi dọn nhà vệ sinh trong tù. Ý chí và bản lĩnh của đấu sĩ không cho phép bản thân gục ngã, Bơi ca vẫn âm thầm luyện tập cái chân gãy với khao khát trở lại võ đài. Nhà tù nơi anh từng là độc cô cầu bại đã có người thay thế vị trí. Vladimir Saikov hiện đang là võ sĩ mạnh nhất, hắn to như con bò mộng, đòn đánh nhanh và uy lực khiến hắn trở nên bất khả chiến bại. Trong khi đó, Kaga đã mở rộng quy mô làm ăn lên tầm quốc tế, hắn tham gia giải đấu giữa các nhà tù trên khắp thế giới với những võ sĩ mạnh nhất. Người thắng cuộc sẽ được tiền và thả tự do, người thua cuộc sẽ phải chết. Bơi ca biết đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này, anh đề nghị Gaga cho mình đấu một trận. Nhìn cái chân thọt của Bơi ca, bỗng Gaga rủ lòng thương, hắn bảo sẽ cho anh làm việc ở thư viện coi như cảm ơn vì nhờ anh mà hắn đã kiếm được rất nhiều tiền. Bơi ca không đồng ý mà vẫn muốn lên võ đài thi đấu với Saikov. Gaga nói rằng cứ cho là anh thắng Saikov, nhưng ngay sau đó là những võ sĩ mạnh nhất các nhà tù trên khắp thế giới, làm như vậy là tự tìm tới cái chết. Không cam chịu phải dọn nhà vệ sinh cả đời, Bơi ca cắt bộ tóc bù xù rồi đi thẳng đến võ đài nơi Saikov đang đấu. Anh hất xô nước lên người hắn và nói mày không phải là nhà vô địch ở đây. Quản giáo bắt anh đi, nhưng Gaga lại bảo hãy để cho anh ta đấu để lấy lại chút danh dự. Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Bơi ca dễ dàng đánh bại Saikov trong sự ngạc nhiên của Gaga và các tù nhân khác. Đây là trận đấu cuối cùng trong vòng đấu loại. Bơi ca là người chiến thắng và được đại diện nhà tù Koya Chomi đi thi đấu. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại nhà tù Gogon ở Cộng hòa Georgia với 8 võ sĩ. Petro Maros đến từ Hy Lạp tội giết 3 người, Ridio Silva đến từ Brazil, Andrew Krat đến từ Korea tội giết 2 người, Bơi ca đến từ Nga tội giết người cấp độ 1, Jerry Lam đến từ Hàn Quốc tội giết người, Turbo đến từ Mỹ tội giết 2 người, Jean Turpin đến từ Pháp tội giết người, và cuối cùng là Raul Quenos đến từ Colombia chịu án 20 năm tù đến chung thân tại Gogon. Đây là sân nhà nên hắn tỏ ra vô cùng hống hách, vừa đến đã có ý đe dọa Jerry Lam. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi hắn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch và tất cả các ông lớn đều đặt tiền vào hắn. Thậm chí quản giáo nhà tù còn mang ma túy tới cho hắn dùng để gia tăng sức mạnh. Những võ sĩ khác cũng được ưu ái bằng cách cho đập đá, cơ mà đập đá kiểu này khỏe hơn hẳn so với dùng ma túy. Giải đấu võ sĩ nhà tù cấp độ quốc tế này do ông trùm Rezo đứng sau tổ chức. Tất cả những ai có tiền trên khắp thế giới đều có thể đặt cược. Các võ sĩ chỉ có 1 giờ mỗi ngày để tập luyện với bao cát và mấy quả tạ. Riêng Rowe được ngục trưởng đặt cách cho luyện tập với người thật. Kỹ năng chiến đấu của tên này cũng thuộc hàng khủng nên ngục trưởng tin tưởng dắt hết tiền vào hắn. Rất nhanh trận đấu đầu tiên giữa Rigo Silva và Petro Mavros đã diễn ra. Rigo Silva sử dụng Capoeira, môn võ đặc trưng của Brazil khiến đối thủ đến từ Hy Lạp không kịp phản ứng. Tốc độ nhanh, cách ra đòn khó đoán khiến Petro Mavros lấy về hoàn toàn. Rigo Silva đánh ngã đối thủ rồi đấm liên tiếp vào mặt để giành chiến thắng. Trận đấu thứ hai, Turbo đấu với Andriy Krat đến từ Croatia. Turbo giao quyền cực nhanh nhưng đối thủ tung cước cũng mạnh không kém. Đánh nhau không chỉ dùng chân tay mà phải dùng tới cái đầu. Turbo thay đổi chiến thuật dùng khuỷu tay khắc chế đòn đánh của đối thủ. Khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình. 1, 2, 3 và 4 cú đấm khiến võ sĩ đến từ Croatia bị hạ knock out ngay tại chỗ. Trận thứ hai, Turbo là người chiến thắng. Tiếp theo là trận đấu của Bơi ca và võ sĩ người Pháp Jean Turpin. Bơi ca thể hiện bản lĩnh của nhà cựu vô địch khi thi đấu lấn át đối thủ. Lợi thế về tốc độ cộng với sức mạnh từ đôi chân khiến võ sĩ đến từ Pháp không có cơ hội thể hiện tài năng với các ông lớn. Bơi ca thực hiện cú bay người huyền thoại đạp đối thủ nằm bất tỉnh ở góc võ đài. Cuối cùng là trận đấu giữa Rowe và Jerry Lam. Võ sĩ người Hàn Quốc sử dụng những cú đá uy lực của karate nhưng Rowe đều né được. Anh em trong tù cổ vũ hết mình khiến Rowe càng thêm ngạo mạn và coi thường đối thủ. Chênh lệch quá lớn về thể hình là điều bất lợi cho Jerry Lam. Rowe mặc sức đánh đấm rồi thể hiện tuyệt kỹ hạ gục Jerry Lam. Bốn người chiến thắng lần lượt là Rizzo Silva, Turbo, Bơi ca và Rowe. Ngục trưởng tới tận nơi để cho những người thua cuộc một con đường mới, đó là đường xuống suối vàng. Mặc dù chiến thắng trong một loạt trận đầu tiên nhưng vẫn phải đi đập đá, chỉ có Rowe được ngồi hóng mát. Turbo lắm mồm liên tục khiêu khích Bơi ca để rồi bị đấm cho một phát vào mõm. Hai người bị trói chân bằng một dây xích nhưng vẫn tranh thủ tỉ thí võ công. Quản giáo đứng xem một lúc thấy chán liền bắt nhốt cả hai vào phòng biệt giam. Ở trong này rồi mà cái mồm của Turbo vẫn không chịu nghỉ ngơi. Ông chủ nghe tin liền rúi tiền cho quản giáo để được gặp đấu sĩ của mình. Bơi ca kể với Gaga rằng các ông tổ chức giải đấu kiểu gì mà võ sĩ ngày nào cũng phải đi đập đá. Tức giận họ tìm gặp giám đốc nhà tù, Rezo cũng ở đây. Muốn có nhiều tiền thì phải làm mọi cách để suy yếu những võ sĩ khác. Giờ thì hãy về nhà lôi hết tiền của các người và đặt vào tên tù người Colombia kia đi. Thế là Bơi ca và Turbo phải làm việc nặng nhọc mỗi ngày. Đồ ăn thì như cháo lợn, trong khi Rowe vẫn được cung cấp ma túy hàng ngày.
Thời gian trôi qua, Boyka và Tubo không còn hiểm khích như trước. Họ tranh thủ cùng nhau tập luyện ngay trong giờ lao động khổ sai. Cả hai biết rõ kẻ thù chung không phải là Rome mà là đám cai ngục và ông trùm đứng sau. Có hôm, Tubo thấy vết thương ở chân Boyka tái phát nên lén lút đưa cho anh ít cây cỏ để đắp. Tubo muốn giành chiến thắng để được về với con gái. Boyka chiến đấu để chứng minh mình là võ sĩ mạnh nhất thế giới. Trận bán kết đầu tiên giữa Boyka và võ sĩ người Brazil Rio Silva bắt đầu. Võ capoeira của Rio Silva bước đầu chiếm ưu thế, do Boyka chưa quen với lối đánh này. Boyka bật nhảy để né đòn rồi bị Rio Silva dùng chân quật ngã khiến vết thương tái phát. Rio đứng trên cao đã quan sát thấy điểm yếu này của Boyka. Sau khi bắt bài lối đánh của Rio Silva, Boyka nhảy lên xoay người đá bay miếng bảo vệ răng của đối thủ. Sau đó anh quật ngã Rio Silva xuống sàn, dùng chiêu kẹp cổ buộc Rio Silva phải ra hiệu đầu hàng. Là người có tinh thần thượng võ, Boyka đưa tay kéo đối thủ dậy thể hiện sự tôn trọng. Như thường lệ, người thua cuộc sẽ được tiễn về nơi chín suối. Trận bán kết đầu tiên, Boyka giành chiến thắng khiến Rio lo lắng vì anh và Tubo quá mạnh. Ông ta lệnh cho giám đốc nhà tù thay đổi kế hoạch. Và thế là Tubo bị đưa vào một phòng giam và bị đánh đập thê thảm tới mức nếu cho về nhà thì chó cũng không nhận ra chủ. Trận đấu tiếp theo, Tubo sẽ đấu với Rio nên mặc dù bị thương nặng, Tubo vẫn cố gắng tập luyện. Boyka biết Tubo sẽ không thể thắng Rio với tình trạng như bây giờ, tôi sẽ phá xích chân, việc của anh là chạy vào rừng để trốn thoát. Tubo không đồng ý trốn chạy nhưng ông lão ở đó nói những người thua cuộc sẽ phải chết. Nhân lúc quản giáo đi đái, Boyka dùng búa đập xuống dây xích đến gãy cả cán búa. Quản giáo phát hiện liền kéo nhau tới bắt phạm nhân lại. Rõ ràng đám cai ngục này không phải là đối thủ của Boyka và Tubo. Boyka chỉ cần vài chiêu đã đánh cho chúng nằm la liệt. Anh lấy chìa khóa mở xích trói để Tubo chạy thoát thân. Một tên quản giáo cầm súng bắn nhưng bị Boyka dùng đá ném rụng như sung. Những tù nhân khác hò hét trong vui sướng thì Boyka đã bị một báng súng đánh thẳng vào mặt. Theo luật thì có thể Boyka sẽ bị giết, nhưng anh là võ sĩ đánh trận chung kết nên họ tạm thời không làm gì. Boyka nói muốn được nói chuyện riêng với Gaga, tên này lại bảo đã đặt hết tiền vào gã người Colombia kia khiến Boyka tức giận. Trận chung kết chuẩn bị bắt đầu, những con bạc khát nước đua nhau xuống tiền đặt cược. Rio có lợi thế về thể hình và đôi tay dài dễ dàng đánh trúng Boyka. Boyka nhỏ con hơn nên né đòn cũng dễ để rồi hai bên ăn miếng trả miếng. Ông chủ thúc giục Rio thi đấu khiến hắn ta càng hăng máu. Gã nhảy lên đá vào mặt Boyka, sau đó là cú đấm trời giáng khiến Boyka xây sầm mặt mày. Anh vùng lên chiến đấu nhưng bị Rio tóm được chân phải, hắn ta bẻ chân khiến Boyka vô cùng đau đớn. Trong trận Boyka đánh với võ sĩ người Brazil, Rio đã phát hiện ra đây là điểm yếu chí mạng của Boyka. Cú đấm trời giáng cộng với cái chân đau khiến Boyka gần như không còn sức phản kháng. Rio liên tục ra đòn hòng đánh bại Boyka, hắn đá vào chân phải, tung ra những cú đấm trời giáng, những pha bay người đạp khiến Boyka nằm gục xuống sàn. Hắn coi Boyka như bao cát tha hồ đánh đấm rồi kết thúc bằng pha xoay người đá bay Boyka khỏi võ đài. Ông chủ và khán giả đang hết mình cổ vũ cho Rio, Boyka nằm bê bết dưới sàn nhìn cây lau sàn nhà. Anh nhớ lại chuỗi ngày nhục nhã phải dọn nhà vệ sinh trong tù. Anh đã từng là nhà vô địch, là độc cô cầu bại được mọi người tung hô. Mình phải chiến đấu, phải chiến thắng để chứng minh cho tất cả mọi người thấy ai mới thật sự là nhà vô địch. Boyka tháo miếng rẻ của cây lau sàn buộc vào đầu gối rồi trở lại võ đài. Lần này Boyka đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Anh quét trụ khiến Rio ngã xuống sàn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Boyka liên tục vật Rio ngã xuống sàn, không cho hắn bất cứ cơ hội phản công nào. Những người đặt tiền cho Rio lúc này như ngồi trên đống lửa, họ không thể ngờ Boyka lại mạnh đến như vậy. Nhìn thấy cái chân đau của Boyka, Rio định đá vào nó nhưng Boyka tránh được và tặng cho Rio một liên hoàn đấm. Trận đấu bây giờ đã nghiêng về phía Boyka, Rio và mấy ông lớn vô cùng lo lắng sợ Rio sẽ thua. Boyka tuy chân đau nhưng vẫn thể hiện được tuyệt kỹ xoay người trên không của mình. Khán giả bắt đầu cổ vũ cho Boyka, Rio cũng không chịu thua, hắn dùng hết sức xoay người đá. Boyka dùng đầu gối chặn lại khiến chân của Rio gãy lủng liểng. Nhìn đối thủ kêu gào thảm thiết, Boyka đã chứng minh cho cả thế giới thấy anh mới chính là võ sĩ mạnh nhất. Các ông lớn đã mất quá nhiều tiền vì đã đặt cược cho Rio. Ông chủ Fanati vác súng định xử ngục trưởng nhưng quay ra xử Rio trước để rồi bị ngục trưởng bắn chết. Theo luật, Boyka là người chiến thắng và anh sẽ được tự do. Nhưng cục trưởng bảo chưa tìm được Tubo nên Boyka phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hắn bảo sẽ đưa Boyka trở lại dọn dẹp nhà vệ sinh. Tên này đã nuốt lời, hắn định giết Boyka nhưng Tubo kịp thời xuất hiện giải cứu cho bạn của mình. Cả hai lên xe của Gaga, hắn đưa cho anh một vali tiền và bảo đây là phần của anh. Gaga miệng nói đặt tiền vào Rio nhưng lại âm thầm đặt tất cả vốn liếng vào Boyka. Trước khi rời đi, Tubo hẹn một trận đấu với Boyka rồi lên xe đầu quân cho ông chủ Gaga. Boyka vui mừng cười lớn vì sự tự do và chiến thắng. Bộ phim đến đây là hết rồi, anh em thấy hay thì cho Mọt một like và để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, I love you Trịch Trịch, bye bye! Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều.